kính chào quý khán thính giả, tôi là Chu Quang Định của đài à, truyền hình à, Việt Today Television. À, xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình chúng tôi hôm nay. À, kính thưa quý vị, à, trong cái chiều hướng để tiếp tục có những chương trình à, truyền hình à, Công giáo giúp à, truyền bá đức tin, chia sẻ à, đạo giáo lý, những cũng như là những tin tức à, liên quan đến à, giáo hội Công giáo, à, chúng tôi Ờ, hôm nay xin được uh, giới thiệu chương trình nguồn sống với đề tài hỏi và đáp về đạo chúa do linh mục uh, du xe nguyễn văn thư là linh hướng của chương trình chúng con uh, xin kính chào cha và xin cha gửi lời đến uh, chào anh, anh chào định xin chào tất cả quý vị à, chúng ta cũng còn nợ với quý vị khán thính giả lần trước thời giờ không còn vâng cha có uh, uh, trí nhớ rất là tốt <cười> <đó>. <cười> thì uh, tôi cũng xin được phép là nói một cách thêm vào cái cái chuyện bảy cái nơi cho đến ngày hôm nay đó là giáo hội chính thức công nhận đó. Yeah. Thì tôi xin tóm lại là Đức Mẹ hiện ra ở bên Mễ là đầu tiên và cuối cùng là ở bên Bỉ năm 1933. Thì đối với chúng ta đặc biệt là bên Mỹ này đó, người Việt Nam công giáo đó, chúng ta cũng nghe rất nhiều về Đức Mẹ ở Mễ. Chúng ta biết rồi. Thì yeah. chính Đức Giáo hoàng uh, Cố giáo hoàng John, Phao Phaolô đệ nhị đó đã tới và đã uh, phong thánh đó, lại đại khái vậy đó. Thế thì hai cái nơi khác á, là chúng ta nghe nhiều nhất là Đức Mẹ Lộ Đức và Fatima. Riêng á, riêng á là cái chuyện Đức Mẹ hiện Ra Lộ Đức nó có cái hay thế này này. Thì tôi cũng xin được phép nói rõ là bên Công giáo đó là đặt cái sự tôn kính Đức Mẹ rất là đặc biệt và dùng cái danh xưng là đức mẹ là mẹ thiên chúa, tại vì đức mẹ sinh ra chúa giêsu là chính chúa giêsu là là con thiên chúa là thiên chúa rồi là... và các anh em bên chính thống giáo cũng rất là tôn kính đức mẹ riêng bên anh em tin lành và anh giáo đó thì không phải là coi thường đức mẹ nhưng mà rất là ít cái cái niềm tôn kính đó là... cho nên là ít đặt ra những vấn đề cầu xin với đức mẹ phải các các thánh lắm vâng cha vừa nói cái chữ cầu xin với đức mẹ ừ. có lẽ là một trong những cái điều mà con ừ. hay nghe là ừ. những người không phải là công giáo nhất là các bên uh, anh em tin lành đó ừ. thì họ nói tại sao uh, bên uh, các anh công giáo lại ừ. thờ đức mẹ vâng cái chữ vâng, thờ là sai đấy, đó dạ vâng. mình xin với đức mẹ để đức mẹ xin với chúa dạ vâng. cái thần học là ở chỗ đó dạ vâng. tại vì cũng giống như là trong một triều vua đó chúng ta thấy bao nhiêu câu chuyện đó dạ người vâng. ta chạy đến hoàng hậu dạ vâng. <laughs> hay là chạy đến những cái gì công chúa để nói dùm với với, với với vua thì đây à, cũng vâng. vậy đó. Dạ, vâng. Thì thực sự là rất là nhiều điều trong giáo hội đặt vấn đề cái chỗ đứng của đức mẹ rất cao, dạ, mà vâng. thực sự đó qua bảy cái lần này là giáo hội công nhận đó không phải dễ mà công nhận đâu. Dạ, vâng. Có rất nhiều bằng chứng cụ thể bao nhiêu nhân chứng đó, đức mẹ đã vì thương loài người chúng ta hiện ra dạ, để vâng. nhắc nhở điều này điều kia. Thế thì tôi, tôi, tôi vừa nói là đức mẹ lộ đức đó năm 1854 đó thì giáo hội công bố cái cái tín điều đức mẹ vô nhiễm nguyên tội tức ừ. là khi đức mẹ được uh, mẹ bà thánh Anna sanh ra thì đức mẹ không có mang tội tổ tông dạ, vâng. tại vì Chúa đã làm như vậy thế thì người này bàn tới người kia bàn lui có nhiều người không muốn tin thế thì liền sau đó 4 năm đức mẹ hiện ra lộ đức chúng ta đã đọc thấy cái cái chữ ở dưới đó Yeah. ta là đứng vô nhiễm nguyên tội. Yeah. 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 để đức mẹ muốn nói cho thế giới biết rằng là giáo hội nói đúng, yeah. Yeah. hay lắm thế cái chương trình đó. Yeah. 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 thế còn đức mẹ Fatima đó, thì bây giờ chúng ta hay đi làm việc đền tạ đức mẹ có ba cái mệnh lệnh đó là ăn năn thống hối này, lần hạt bên côi ừ. và tôn sùng trái tim mẹ. và chúng con thấy hình như đối với người Công giáo Việt Nam á ừ. thì có hay nhắc đến đức mẹ Fatima nhiều, nhiều lắm. hơn. Yeah. và con nghĩ không 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 biết cha nghĩ làm sao mà con nghĩ có thể tại vì một trong những cái bí mật mà hay nghe nói tức là nói về vấn đề Fatima thứ ba thứ ba bí mật dạ, thứ bằng. ba xin cha có thể trình bày đến quý nhân khán tiện là... dạ. Thú thiệt thế này cái 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 cho đến ngày hôm nay đó cũng có nhiều người nhiều hội đoàn đặt vấn đề đó lắm dạ, vâng. có nhiều người nói là giáo hội còn giấu có nhiều người đó là tiết lộ mà cái chỗ cần tiết lộ thì không tiết lộ cái ừ. chỗ Đấy thì đúng. tiết lộ thế thì nó dính nó liên hệ đến gọi là Lu, chị lucia, lucia là đúng. cái người mà lớn tuổi nhất là được đức mẹ hiện ra đó thì đức mẹ cũng đã cái dặn dò đã nói cái gì đó Đấy. thì chị đó cũng có nhiều lần gặp Đức giáo hoàng nhá Đấy. thì thường thường người ta được hiểu rằng đức mẹ nhắc đến cái chuyện gọi là nguy hiểm của giáo hội về những cái thời cuối thế này yeah, vâng. nhất là nói về hỏa ngục yeah, nói vâng. về những nguy cơ của nọ kia trong đạo đất yeah. đấy thế thì có cái câu chuyện vui tôi xin kể cho anh định và quý vị nghe là khi mà đức cố hồng y nguyễn văn thuận đó còn làm việc ở roma đó với yeah. cái đứng đầu cái ủy ban công lý hòa bình của của đức giáo hoàng đó thì có một phái đoàn việt nam đi sang hành hương roma và gặp ngài yeah. cũng nóng lòng muốn hỏi về cái chuyện đó dạ vâng. và muốn như là đức đức hồng y ở roma chắc chắn phải biết phải nói cho chúng con tất cả sự thật về bí mật pha, thứ ba của fatima dạ vâng. thế thì thực sự trong đầu của đức hồng y thì ngài muốn nói rằng cái chuyện đó khi nào giáo hội tuyên bố thế nào thì chúng ta biết cái đó không có nên là đòi hỏi thế nào thế kia đó cuối cùng họ đòi quá dạ vâng. đức hồng y là đức hồng y thuận chúng ta biết là ngài hay diễu lắm hay dạ vâng. diễn lắm ngài mới nói rằng Ồ quả thật nếu mà chúng con nhất định phải biết cái đó để mình cố gắng giữ đạo đó, thì cha nói cho chúng con biết cái bí mật chính của Fatima là Đức mẹ Fatima nói rằng dẹp Đức mẹ độ đức đi. Nói <laughs> giỡn như vậy. Thế mà cha cha linh hướng cũng thích nói giỡn. <laughs> cái này là Đức cố Hồng Y. Đấy. Đức cố Hồng Y chính thật Sự ấy, thật đó, vâng thế mà cái người đó cũng tin chứ thế một lúc sau đức hồng y mới nói là trời đất ơi đầu óc gì mà kỳ cục như vậy trước mẹ nào mà bảo dẹp đức mẹ nào bảo đức nhưng mà thôi chúng con cứ đi về đi đức gia hoàng tuyên bố cái gì chúng con biết cái chuyện đó mà cái ba cái cái điều đức mẹ đã dặn là cứ thế mà làm thôi còn Đúng những cái chuyện nọ chuyện kia đâu có phải là chúng con sửa mình là chúng con lần hạt bân côi tôn xử đức mẹ để đức mẹ cầu cho chúng con trước vật Chúa là quý rồi. Vâng. Chứ yeah. cần gì phải biết thêm những cái nội kia nữa làm chi? Yeah, vâng. Thế là họ mới mới yên lòng nữa. Yeah. Yeah. Vâng. Cảm ơn cha đã, đã ừ. trình bày coi ừ. như là ừ. cho tới nay thì giáo hội Công giáo chính thức ừ. uh, công nhận bảy uh, nơi mà Đức Mẹ đã hiện ra. Yeah. Nhưng mà chúng con cũng có uh, uh, nghe người ta đặt câu hỏi là tại sao uh, quan trọng gì vấn đề Đức Mẹ hiện ra? hoặc là tại sao Chúa không hiện ra mà lại cứ để Đức Mẹ hiện ra? Yeah. Tại vì Chúa là Thiên Chúa thì tại sao uh, ngài không hiện ra mà lại phải qua Đức Mẹ. Thưa thì thật sự cũng có nhiều uh, cái trường hợp Chúa hiện ra chứ. Yeah. Thí dụ như là bà thánh uh, Maria Margarita Alacoc đó yeah. là nói về cái việc uh, phải tôn sùng trái tim Chúa đó. Có. Yeah, vâng. Nhưng mà Đức Mẹ thường thường là chúng ta biết đó, cái trái tim của một người mẹ đó. Yeah, vâng. Hay có cái tình thương nhiều lắm, thương yeah, con vâng. cái lắm, mà đức mẹ không muốn cho con cái mình quên những cái điều răn chúa dạy, yeah, quên vâng. những cái những cái mà cái nguy hiểm mà khi chúng ta quay lưng lại với chúa, yeah, cho vâng. nên đức mẹ tới để nhắc nhở chúng ta, yeah, vâng. với cái tình thương đó, đức mẹ hiện ra thực sự là chỉ vì yêu thương thôi, thương. Yeah. đó thực sự ra thế này là chúng ta đức giáo hoàng mời chúng ta tin, ví dụ như là đức mẹ vô những nguyên tội đi thế nhưng mà nếu mà chúng ta còn thấy nó chưa được rõ lắm trong trong đầu thế nọ kia miễn là chúng ta đừng có vẻ khinh thường giáo hội khinh thường Đức mẹ thôi chứ còn cái chuyện rỗ linh hồn đó dạ, vâng. là cái chuyện chính là chúng ta giữ luật của chúa, chúa. yêu mến chúa dạ, vâng. đó là cái chính thôi dạ, vâng. còn chúng ta tôi ví dụ thôi có người cũng thích bỏ nhiều tiền ra đi hành hương chỗ nọ đi kia rồi nhiều khi về khoe mang những kỷ niệm về để để khoe với bà con đó, thứ ví yeah, dụ vậy đó, yeah. mà quên sống tình yêu thương, quên bác ái, không giúp đỡ người nghèo đó, yeah, vâng. thì chắc chắn đức mẹ không có thích đâu. Yeah, vâng. đó, đó là Thành ra vâng. thường nói chung ừ. chung như cha vừa trình bày tức là những cái mệnh lệnh ừ. hoặc là những cái message uh, mà đó. đức mẹ hiện trong những lần hiện ra nhắc nhở ừ. Ừ. là chỉ nhắc nhở Giữ con cái, dạ vâng. Ừ. Và ừ. tất cả những cái mệnh lệnh đó không đi ngoài những cái ừ. điều mà chính uh, Chúa ừ. đã ừ. À, coi ừ. như là dạy và dạ. những điều mà giáo hội đã dạ. dạy không, Tôi cũng cha? xin nói thêm nhân tiện nói cái chuyện mà Chúng ta nhiều khi thích đi hành hương đó Thì ở bên Mỹ có một cái nhà văn khá nổi tiếng Nhà văn hài hước là Mark Twain đó dạ, Với vâng. anh có nghe không? Dạ, vâng Có một người bạn khoe rằng Kỳ này tôi sẽ tỏ lòng đạo đức Bằng cách đi đến cái núi Sinai Ngày xưa mà chúa ban cái 10 điều răn cho ông Maishen đó Dạ vâng rồi về khoe sẽ khoe sẽ thế nọ thế kia là mình đạo đức đó yeah, vâng. thì ông Bác cha nó nói rằng là tôi chẳng có tiền đi nhưng mà tôi nghĩ rằng Chúa sẽ thích nếu tôi ở nhà tôi giữ cái 10 điều răn còn hơn là đi xem cái nơi ra 10 điều răn mà không à, đi công giữ sự, thì yeah. không ăn thua yeah, Đó vâng. cũng là một cái điều chúng ta phải suy nghĩ yeah, vâng. yeah. Uh, con xin trở lại một cái câu hỏi chót uh, trong cái phần uh, đức mẹ hiện ra yeah. uh, là giáo dân tín hữu Công giáo có buộc phải tin là đức mẹ đã hiện ra ở những đó hay thưa không thưa ví dụ thế này nhá thưa ví dụ đức mẹ hiện ra ở bên uh, mẹ đó Đấy gần thủ vâng. đô mexico tức là cái chỗ Đấy. đó gọi là Guadalupe đó vâng. thì sau khi có những cái biến cố đó giáo hội đã nhờ tất cả những nhà chuyên môn để khám nghiệm để theo dõi rồi tâm lý cái vị đó vâng. thấy tất cả những cái gì đó không thể chối cãi được thì công nhận thôi vâng. nhưng mà nếu chúng ta bảo là cái đó là tín điều phải tin mới được rỗ linh hồn thì không phải, không phải không, không, phải, phải, không, điều, phải không phải không phải tín điều yeah, yeah, không phải không phải tín điều, cái điều thì là, chẳng hạn như là nhiều người mẽ họ rất là hãnh diện như vậy đó, yeah, thì chúng ta cũng có nhiều người đi hành hương bên đó yeah, yeah. rất là tốt, nhưng mà không tin Đức mà hiện ra đó hay là lại cái không để ý nhiều thì cũng chẳng sao yeah, miễn yeah. là chúng ta cái quan trọng đó là chúng ta theo cái lời khuyên của giáo hội đó là dựa vào cái sự nâng đỡ cầu bầu của đức mẹ, mẹ. để ừ. chúng ta được biết chúa hơn và được chúa tha thứ đó là cái quý nhất ừ. yeah. và qua sự trình bày của cha thì chúng con yeah. cũng nghĩ rằng có lẽ là chúa làm việc rất là mầu nhiệm yeah. và qua vai trò của đức mẹ đã hiện ra ở từng nơi từng uh, uh, đặc biệt yeah. thì có một cái lời nhắn nhủ đặc biệt cho những con yeah. dân của chúa ở tại những địa phương đó thành ra yeah. Như cha nói đối với Đức mẹ Guadalupe ừ. là có ý nghĩa đặc biệt nhất không ừ. phải trong đạo nhưng mà đối với văn hóa của những người yeah. uh, châu Mỹ Latinh đỡ an mẹ. ủi những người đó yeah. và khích lệ họ cứ giữ đạo đi mặc dù vâng. gặp những khó khăn. Tôi ví dụ vậy. Yeah, yeah. Vâng. Yeah. Vâng, cảm ơn cha. Chúng con xin được uh, chuyển qua một cái uh, câu hỏi khác mà cũng hay nghe nói nhiều đặc biệt trong uh, đạo Công giáo đó là vấn đề tội uh, ừ. và xưng tội thì uh, câu hỏi đặt ra là thưa cha khi nào thì phải đi xưng tội và tại sao lại mình lại không xưng tội với Chúa mà lại phải qua các linh mục <laughs> dạ vâng thì uh, nhân danh linh mục á thì tôi xin nói ngay cái chi tiết là chẳng linh mục nào thích được ngồi giải tội đâu dạ, vâng. vì cái sứ vụ thôi Yeah. ngồi giải tội tôi ví dụ <laughs> những cái dịp uh, phục sinh giáng sinh đó, là mệt lắm đấy. Yeah, vâng. <laughs> yeah, vâng, thì uh, thế này thì dựa theo cái lệnh của chúa giêsu nói với các tông đồ yeah. và đương nhiên là tông đồ thì có những vị kế vị là ừ. các cái giám mục để giám mục chia cái sứ vụ đó cho các linh mục đó yeah, vâng. thế là, là các con lại đi khắp thế giới thế này thế này giảng dạy thế này và đặc biệt là ơn tha tội đó yeah, vâng. ai đó thống hối ai đón nhận thì được tha mà ai không thì bị cầm, cầm. đại khái dạ như vâng. vậy đó thì giáo hội muốn cái, cái 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 cuộc sống linh thiêng của người giáo dân đó, nó được gọi là bình an trong sáng dạ vâng. thì cái ơn bí tích giải tội này nó sẽ giúp cho người ta được cảm thấy được tha dạ vâng. đó đó là như vậy cái cái ừ. cái 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 điểm chính là như vậy thì tại sao lại phải qua linh mục tại vì linh mục không phải chỉ giải tội như cái máy đâu dạ vâng. linh mục là một ông quan tòa xét cái cái câu chuyện cái tội người đó phạm đó sẽ yeah, cho vâng. biết là tội đó là tội gì thế, thế, nào thế nào và linh mục cũng lại là một nhà cố vấn đó, đó sau khi nghe như vậy sau khi gặp với người đó khó khăn về đời sống tu đức á, khuyên nhủ thế nào yeah, vâng. đấy và cuối cùng mới là confessor là một cái người tha nhân danh Chúa yeah. trong cái gọi là cái khung khổ của giáo hội yeah, vâng. đó là cái điều mà chúng ta phải để ý. Có rất ừ. nhiều ngại người ngại nói rằng xưng tội rồi, rồi phạm xưng làm cái gì vâng đó là chính là thật sự là một cái câu hỏi <laughs> của con kế tiếp nhưng mà kính thưa <laughs> cha kính thưa quý khán thính giả ừ. uh, chương trình uh, của chúng tôi hôm nay uh, xin được uh, tạm uh, chấm dứt uh, và chúng tôi sẽ hẹn lại đến Chắc tiếp quý tục khán giả trong sau một kế tiếp dạ vâng chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả ừ. uh, và cảm ơn sự theo dõi của quý vị chúng con xin mời cha xin chào. cảm ơn và kính chào tất cả quý vị